Xin chào. Tôi Nguyễn Tục Sơn đã quay trở lại với các bạn đây. Và trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một chủ đề mà chắc chắn ai cũng quan tâm hết. Và lý do tại sao vẫn không kiếm được tiền với Clickbank. Đấy, và làm sao đó để chúng ta có thể kiếm được tiền đây. Thì trong video này thì tôi sẽ chia sẻ và nói cho các bạn biết những cái sai lầm phổ biến của những người mới khi mà bắt đầu kiếm tiền với Clickbank. Đó, và tôi sẽ hé lộ ra để cho các bạn biết và các bạn khắc phục được. À, và các bạn biết được bí mật này. Thì trong những video của Sơn đó, đó là những dạng video step by step hướng dẫn từng bước một. Đó, nếu như bạn là người mới chưa coi những video trước đây của Sơn trên kênh YouTube Sơn PS về hướng dẫn cách kiếm tiền Clickbank thì bấm vào phần video đây và phần danh sách phát, thì trong hai phần này nó có đầy đủ hết rất là nhiều những cái phần hướng dẫn về cách kiếm tiền Clickbank rồi. Đấy, thì đó là một vài thông tin dành cho những người bạn mới nhá. Bên cạnh đó có thể follow Sơn ở trên Facebook cá nhân Nguyễn Tục Sơn, hoặc là trên Instagram là Sơn PS đó, thì để học cái cách mà Sơn đang làm về marketing như thế nào và mình bán sản phẩm ra làm sao. Đấy, thì bao nhiêu số các bạn đây mình mong muốn rằng mình có thể kiếm được 100 đô một ngày với Clickbank. À, có thể comment phía bên dưới là tôi muốn kiếm 100 đô một ngày. Đó, hãy tương tác vào những video nha các bạn. Đấy, thì Sơn mới biết được rằng các bạn có đang theo dõi đến đây hay không. Hãy nhớ này, bây giờ các bạn đang xem video hãy dừng và bấm phía bên dưới và hãy comment là tôi muốn kiếm được 100 đô một ngày với Clickbank để Sơn biết rằng các bạn đang theo dõi nhé. Rồi, thì một vài những cái sai lầm phổ biến để khiến mà các bạn chưa kiếm tiền một Clickbank ở đây. Đó, cái đầu tiên đó là khi mà bạn không tin tưởng vào chính bản thân của mình, có đúng như vậy không nào? Và bạn luôn luôn hoài nghi vào mình rằng tôi không thể làm được, hay là Clickbank đã quá bão hòa rồi, hay là tôi không biết tiếng Anh, hay là tôi không có thời gian, hay là người khác giỏi nhưng mà tôi không có bất kỳ một nền tảng gì hết. Hay là bây giờ tôi không có giỏi về công nghệ. À, thì đây chính là một cái yếu tố sai lầm cơ bản nhất, đó là mình không tin tưởng vào chính mình. Thì bạn hãy thử hỏi mà xem, bây giờ nếu như mình không tin vào mình đi thì mình có làm được không? Thì chắc chắn rằng bạn hãy nghỉ ngay luôn đi, bạn đừng có bắt đầu với nó nữa. Bởi vì mình làm với một cái tinh thần mình cứ hoài nghi vào chính mình và mình không có tin rằng mình làm được, thì các bạn có làm thử nó chỉ mất thời gian của các bạn mà thôi, đúng không nào? Đấy, nên bây giờ chúng ta hãy luôn luôn lúc mới bắt đầu hãy nhớ cái tinh thần lúc mới bắt đầu bất kỳ một công việc gì lúc nào cũng hào hứng, đúng không nào? Đó, lúc nào cũng phấn khởi và lúc nào mình cũng cảm thấy rằng a, chắc chắn là sắp làm được rồi. Nhưng có phải là sau một thời gian ngắn thôi, khi mà chúng ta bắt đầu, sau đó chúng ta là ồ khó khăn ập tới ha, rồi không có tạo được tài khoản nè, hay là Instagram bị chặn follower, không có đi follow người khác được, không có like bài người khác được, không có post bài mới được, hay là tài khoản bị đóng nè, hay là không có ai bấm vào cái đường đường link affiliate của chúng ta hết, khiến mà chúng ta buồn, chúng ta bị mất tinh thần, chúng ta bị stress, đúng không? Thì hãy tin vào chính mình. Đó các bạn này, bạn cần phải học cách làm sao đó để chúng ta phát triển cái niềm tin của mình lên. Mình hãy học cách để mình phát triển cái niềm tin của mình lên và trở nên nó mạnh mẽ hơn. Lúc nào bạn cũng phải tin là tôi làm được, tôi làm được, tôi làm được điều này. Thằng khác làm được thì tôi làm được. À, thì lúc này bạn hãy tìm những cái người nào đó đó, những cái người mà trong group đó, đó họ có ra sale rồi đúng không? Họ bán được hàng đúng không? Thì bây giờ bạn hãy tìm những người đó và mình hãy có một cái niềm tin rằng à, cái người đó họ làm được thì tôi cũng sẽ làm được thôi, không chứ không phải là họ không họ làm được mà tôi không làm được. Họ cũng có hai mắt, một mũi, một miệng, hai tai, họ như vậy tôi cũng giống như vậy, họ làm được thì tôi làm được chưa? Các bạn hãy nhớ là mình phải có một cái niềm tin mạnh mẽ vào chính bản thân mình là tôi nhất định làm được, tôi nhất định làm được. Mình luôn luôn mình không cần phải nói cho ai biết hết á, nhưng mình luôn luôn mình nói với chính mình như vậy, được không nào các bạn? Rồi, cái yếu tố số 2 đây, đó là bạn đang làm quá nhiều thứ cùng lúc. À, bạn xem mình có phải đang làm quá nhiều thứ một lúc không? Bạn có đang làm quá nhiều cái nền tảng hay là nhiều cái công việc nó khiến bạn sao lãng, hoặc là nhiều hình thức kiếm tiền khác nhau cùng một lúc? Bạn đang làm Clickbank, sau đó bạn lại làm Amazon, bạn lại làm Shopify, bạn lại làm kiếm tiền trên điện thoại, bạn lại làm trên YouTube, bạn lại làm bất kỳ một cái lĩnh vực nào khác, thì nó khiến bạn bị sao lãng và bạn không có tập trung vào được. Đó, hay là bạn có đang làm quá nhiều cái ngách thị trường hay không? Thì mình hãy cần phải nhớ này, bạn cần phải tập trung vào duy nhất vào một việc thôi, duy nhất vào một mục tiêu thôi các bạn. Đó, mình đừng có bị mất tập trung, và khi mà các bạn bị mất tập trung rồi thì các bạn không bao giờ các bạn phát triển nó lên được. À, nhớ nha các bạn. Đấy, sức mạnh ở đây đó là sự tập trung. Nên hãy nhớ là chỉ tập trung duy nhất vào một việc mà thôi, đừng có sao nhãng bất kỳ công việc gì hết. Nên ở đây nếu mà ok, bạn hãy cam kết với nó là tôi sẽ tập trung, cam kết và tôi làm một việc thôi, tôi muốn phát triển Clickbank, đến khi nào tôi thành công rồi thôi thì tôi mới làm cái khác. Đó, bạn phải có một cái sức mạnh cam kết như vậy. Thì ở đây có một cái lời khuyên rằng nếu như bạn muốn cam kết với nó thì bạn hãy nâng cấp lên mức độ chuyên sâu hơn và xin vào gia nhập học viện Clickbank chuyên sâu. Thì để xin vào học viện này thì không phải là ai có tiền
thì mới được vào, thì được vào đó các bạn, đúng không? Mà các bạn cần phải trải qua những cái mà thử thách để tôi xem rằng các bạn có đủ cái tiêu chí, đủ khả năng không, chứ còn không phải là ai tôi cũng nhận vào đó các bạn đấy. Học cùng với tôi là như vậy đó các bạn. Các bạn có thể học miễn phí bên ngoài kia nhưng mà đã trả tiền thì tôi sẽ phải lọc xem bạn có đủ tiêu chí hay không. Bởi vì tôi không có muốn rằng dạy cho những người không có khao khát, không có động lực hay là làm một cách hời hợt thì tôi không có giúp được cho những người đó đâu các bạn. Đấy, thì các bạn cần phải cân nhắc nhá. Hãy nâng cấp lên và hãy đăng ký gia nhập vào học viện Clickbank chuyên sâu cùng với tôi thì tôi sẽ phục vụ bạn ở level cao hơn. Ở cái vị thế cao hơn, và tôi sẽ support bạn nó liên tục và tôi sẽ push cho các bạn cái năng lượng lên, tôi thúc đẩy để bạn nó làm mạnh mẽ hơn. Ok chưa nào? Rồi tiếp theo này, cái số 3. Đây, đó là cái khiến mà bạn chưa thành công được đó, đó là chúng ta không có tập trung vào cái việc là chúng ta xây dựng một cái thương hiệu. Đó, và hôm nay chúng ta làm này, ngày mai chúng ta làm cái khác. Hôm nay chúng ta làm kênh này, ngày mai chúng ta làm kênh khác. Hay là những cái điều mà các bạn làm đó, nó thiếu sự nhất quán, nó thiếu sự đều đặn. À, hôm nay tôi vui thì tôi làm, ngày mai tôi buồn thì tôi không làm. Đấy, nhưng bạn hãy nhớ này, cái bài tập mà Sơn đưa ra đúng không? Làm trên Pinterest, làm trên Instagram, làm trên YouTube, làm trên Facebook YouTube, làm trên Facebook Group thì đó là công việc làm đều. Mỗi ngày chúng ta vào chúng ta follow thêm bài mới, thêm bạn mới, mỗi ngày chúng ta vào chúng ta tương tác với khán giả, mỗi ngày chúng ta post thêm những bài viết mới lên trên những cái kênh của chúng ta thì nó mới tạo được cái sự nhất quán. Lúc này khách hàng người ta mới tin tưởng một cái thương hiệu của mình. Chứ nếu như hôm nay bạn làm, ngày mai bạn không làm, rồi xong rồi, ngày tuần sau bạn mới làm đi, thì lúc đó chúng ta không có cái thương hiệu nhất quán. Và bạn hình dung được điều này không nào? Nên là chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta cần phải xây dựng được cái mối quan hệ của mình với khách hàng. Chúng ta vẫn đang làm cái lĩnh vực về bán hàng thôi, không phải là tự nhiên mà khách hàng người ta mua sản phẩm của các bạn đâu. Mà các bạn cần phải xây dựng cái mối quan hệ của mình với khách hàng. Mình cần phải tương tác với những người họ đã follow mình rồi đó các bạn. Bạn vào like cái bài viết của họ đi, thì có phải là khi bạn like họ thì họ cũng sẽ like bài bạn đúng không nào? Đó, thì các bạn hãy like bài viết hay là trả lời cái comment của họ. Thời gian đầu nó rất quan trọng, các bạn cần phải xây dựng được cái tương tác với khách hàng của chúng ta. Ok chưa? Rồi, cái tiếp theo này rất quan trọng đây. Đó là số 4. Cái lý do tại sao bạn không có bán được hàng, bởi vì yếu tố rất quan trọng đó là bạn không có chịu đi phát triển những cái nguồn traffic mới. Không, bạn chỉ tập trung đúng một traffic là Instagram thôi chẳng hạn. Đó, trong khi đó tôi chia sẻ với các bạn rất là nhiều cái traffic vì Instagram, YouTube, Facebook Group hay là Pinterest đúng không nào? Mỗi ngày đó chúng ta chỉ dành khoảng đâu đó khoảng 30 phút thôi. Chúng ta vào hết tất cả những cái trang khác để chúng ta đăng một bài post lên, đăng hai bài post lên, chúng ta follow thêm những người mới, thì cái việc đó chúng ta làm đều đặn, đều đặn, đều đặn. Bạn hình dung đi, sau một tháng bạn có được 3.000 người follow mới ở trên Instagram, trên Pinterest và trên YouTube, có vài nghìn lượt xem rồi. Đó, thì sau 2 tháng, sau 3 tháng, lúc này thành quả nó bắt đầu nó đến với bạn. Không, và lúc này nó sale nó ra đều với các bạn đó, sale ra ầm 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 ầm. Thì cái thời gian đầu các bạn hãy nhớ là thời gian mà khiến mình bị mất đi cái niềm tin nhiều nhất. Và chỉ có những ai thành công họ tin tưởng vào chính họ và họ vượt qua được cái thời gian đầu đó. Thì bạn hãy nhớ rằng thời gian đầu là thời gian vô cùng quan trọng. Hãy đưa cho mình một mục tiêu, tôi sẽ vượt ra được 30 ngày, tôi sẽ làm đều đặn cái việc này trong vòng 60 ngày hay là 90 ngày. Thì các bạn luôn luôn phải có một cái mục tiêu, và mình làm nó đều là mỗi ngày đó. Thì những cái kênh khác bạn cần phát triển thêm là vì Instagram, Facebook Group, Pinterest, YouTube đúng không nào, và một vài những kênh paid traffic nữa. Bạn có thể bỏ ra một vài ít tiền thôi, một vài chục đô thôi để bạn chạy quảng cáo. Ví dụ như bạn thuê người nổi tiếng trên Instagram họ quảng cáo cho bạn này, hoặc là bạn chạy quảng cáo trên Pinterest này, trên Bing này, đó để bạn hút được cái traffic để kéo về cái landing page của bạn đúng không nào? Đó, thì các bạn có thể coi những video trước đây mà Sơn đã chia sẻ các bạn rất là nhiều về cái cách làm sao đó để chúng ta có thể sử dụng ở trên Instagram này, chúng ta sử dụng trên Facebook Group này, hay là chúng ta sử dụng trên Bing S đó. Thì những điều này Sơn đã chia sẻ rất là nhiều rồi, các bạn chịu khó các bạn tìm hiểu đi thì nó sẽ có thôi. Ở trên này là Sơn hướng dẫn cho các bạn từng bước một, step by step này các bạn. Và bên cạnh đó các bạn muốn Sơn hướng dẫn hỗ trợ điều gì thì các bạn comment phía bên dưới video này này. Đó, thì Sơn sẽ cân nhắc và Sơn làm cái video đó nếu như có nhiều người quan tâm. Ok chưa nào? Và hãy nhớ là bạn cần phải xây dựng nghiêm túc nó các chủ đề trong một thời gian dài và kiên định với chúng. Đừng có hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái kia, sau đó hôm nay nghe nói cái ông kia ông đang bán cái kia hay lắm, đó thì chúng ta cũng nhảy vào chúng ta bán, nên chúng ta không có giỏi về cái lĩnh vực nào hết đó. Nên hôm nay ví dụ như các bạn đã xác định rằng các bạn làm một chủ đề về nấu ăn thì các bạn đi từ đầu đến cuối nó khi nào thành công một thôi. Hôm nay chúng ta xác định làm về chủ đề về đánh gôn thì chúng ta đi với nó. Không, khi chúng ta xác định về chủ đề về 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 self help thì chúng ta chỉ lựa chọn một vài cái thôi các bạn. Đừng có đứng lúc này trong cái nọ, thấy người khác làm được thì chưa chắc các bạn đã làm được đâu các bạn. Hãy kiên định với nó, bởi vì trước khi họ làm được như vậy rồi họ cũng đã kiên định với một mục tiêu, họ làm đến khi mà họ thành công rồi thôi. Ok chưa nào? Rồi, thì cái bí mật ở đây, cái cuộc hành trình ở đây, cái bí mật của cuộc hành trình đây là gì? Không, và bí mật của hành trình đây đó là các bạn đã cần phải
Không bao giờ bỏ cuộc, bạn hãy nhớ điều này, không bao giờ bỏ cuộc. Mình cần phải làm kiên định với nó và làm tới cùng đến khi là thành công rồi thôi. Và kiên định với một mục tiêu và nhất quán mỗi ngày, làm đều đặn, làm đều đặn, làm đều đặn mỗi ngày. Công việc, checklist công việc mỗi ngày Đờ Sơn đã giao cho các bạn rồi đúng không nào? Các bạn cần phải làm đều đặn mỗi ngày, cái điều này rất tuyệt vời, được chưa nào? Thì bây giờ cái hành động tiếp theo các bạn cần phải làm, nhưng các bạn có cam kết để giúp tôi giúp cho các bạn thành công nào? Các bạn có cam kết không? Hãy comment phía bên dưới nhá, hãy dừng video này lại đi. Đó các bạn, bây giờ các bạn hãy dừng video này lại. Các bạn hãy comment phía bên dưới cái video này, đó là tôi cam kết không và thành công trong cái công việc Clickbank này. Hãy comment phía bên dưới là cái mục tiêu của bạn, bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền trong công việc này trong vòng bao nhiêu thời gian đó. Cái comment phía bên dưới, các bạn hãy dừng cái video này lại đi trước khi mà các bạn nghe tiếp nha. Đó. Dừng lại đi các bạn, đó đừng có bấm tiếp nha. Ok. Được chưa? Comment xuống thì mới chia sẻ tiếp này. Comment xuống đi. Đấy, đừng quên bấm nút like. Bấm vào like video nha các bạn. Rồi tiếp theo này các bạn. Hãy đăng lên Facebook. Các bạn hãy đăng lên Facebook, đó là tôi nhất định đạt được x tiền, x money. Tôi nhất định đạt được x số tiền. À các bạn muốn đạt được bao nhiêu tiền trong cái khoảng thời gian bao lâu? Ví dụ nhá, bây giờ tôi muốn đạt được là 500 đô trong vòng 3 tháng tới. Các bạn viết xuống cái mục tiêu đó. Tôi muốn đạt được 300 đô trong 3 tháng tới với Clickbank chẳng hạn như vậy. Với Clickbank. Các bạn phải có một mục tiêu với Clickbank. Bạn viết nó xuống, sau đó viết xuống thêm là tôi nhất định làm được. Đó, mình phải có niềm tin vào chính mình. Đó, cam kết, bạn hãy cam kết điều đó, bạn đăng lên Facebook và cho nhiều người thấy, thậm chí người ta chê cười bạn cũng được. Nhưng chính cái điều họ chê cười như vậy đó là cái động lực lớn để các bạn làm việc tiếp. Các bạn hình dung được không nào? Đó thì các bạn cam kết không? Những ai mà vừa nãy comment xuống bên dưới video này thì tôi xác nhận được rồi nha. Nhưng bạn hãy đăng lên Facebook đi, thì lúc đó sẽ có nhiều người tương tác, họ nhìn thấy cái bài viết của bạn, họ mới nhìn thấy được cái điều này. Đó, và bạn đừng quên sử dụng cái hashtag đó. À sử dụng một vài cái hashtag là Clickbank 2019, học Clickbank cùng Sơn PS hay là Sơn PS hay là Nguyễn Tùng Sơn. Khi mà bạn sử dụng những cái hashtag đó thì tôi sẽ bấm vào hashtag để tôi tìm ra bài viết của các bạn. Thì lúc này tôi mới biết được thực sự ai đang máu lửa, ai thực sự muốn khao khát thay đổi, ai thực sự muốn làm giàu, thì lúc này tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Tôi sẽ add các bạn vào trong group riêng để hỗ trợ thêm cho các bạn nữa. Các bạn muốn điều này không nào? Ok chưa? Thì trong video này thì tôi đã rất tâm huyết, tôi chia sẻ với các bạn những cái lý do tại sao giúp cho các bạn có động lực hơn. Thì chốt lại này, chúng ta phải luôn luôn có niềm tin vào chính bản thân mình là tôi làm được. Thứ hai đó chính là chúng ta phải kiên định với một mục tiêu, làm nó đều đặn mỗi ngày, làm nhất quán, và chúng ta phải xây dựng cái thương hiệu và liên tục phải có một cái mục tiêu rõ ràng. À trong vòng 3 tháng tới tôi sẽ xây dựng được kênh Instagram 10.000 lượt follow chẳng hạn. Thì khi mà các bạn đã có được 10.000 follow trên tất cả các kênh khác rồi á, lúc đó sale ra ầm ầm các bạn. Các bạn không cần phải trả tiền cho quảng cáo, các bạn hình dung đâu. Ví dụ như hôm bữa Sơn có một cái ví dụ Sơn đã nói với các bạn rồi. Ví dụ như bây giờ chúng ta có hai hình thức. Một là chúng ta sử dụng là free traffic đúng không? Free traffic. Thì cái ông free traffic này ông chỉ cần nó bán được khoảng 20 đơn thôi. 20 đơn hàng. Mà cứ mỗi một đơn, ví dụ giả sử bây giờ cùi bắp đi chăng nữa thì ông được 25 đô trên một đơn. Thì tổng số tiền mà ông ấy kiếm được là bao nhiêu tiền? Là 500 đô đúng không các bạn? Đấy, để kiếm được 500 đô rất đơn giản. Thì chúng ta đang sử dụng free traffic. Nhưng cái ông mà ông sử dụng paid traffic thì nó khác. Đấy, paid traffic thì nó khác. Ví dụ nhá, bây giờ ông một tháng ông phải bán được 40 đơn. Đó, bởi vì ông trả tiền. Đó, và mỗi một đơn ông cũng bán được 25 đô. Thì số tiền ông kiếm được bao nhiêu tiền? 1.000 đô. 1.000 đô đúng không các bạn? Đấy, đây là cái doanh số nha. 1.000 đô. Đấy, thì nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn. Cái ông này á, là ông kiếm được 500 đô, là 500 đô thu nhập bỏ túi. Đấy, 500 đô thu nhập bỏ túi. Nhưng cái ông này, ông kiếm được 1.000 đô này là gì? Là doanh số. Doanh số. Doanh số nhưng mà ông ấy chỉ lãi được khoảng 30%. 30% là cao đó các bạn, 30%. Bởi vì ông không có xây dựng danh sách khách hàng, ông không có gì phát triển lên. Hôm một ngày nào đó chạy quảng cáo bị chết, chạy quảng cáo Facebook bị chết, chạy quảng cáo Bing bị chết thì ông không có tiền. Bạn hình dung đâu? Doanh số nhân 30% ông kiếm được bao nhiêu tiền? Ông kiếm được 300 đô thôi. Đó, bạn hình dung khác nhau hoàn toàn. Đó, nên đó, bạn phải có một cái động lực mạnh mẽ. Không có ai nói rằng đó là free traffic thì ông kiếm được tiền đâu nha. Free traffic kiếm được rất nhiều tiền, mà sau này tôi sẽ show cho các bạn nó nhìn thấy được rằng những cái bằng chứng thu nhập free traffic kiếm được hàng chục nghìn đô la một tháng nha, chứ không phải là paid traffic mới kiếm được tiền. Bạn hình dung đâu? Nên đó, đôi khi người khác khoe tiền như vậy, chúng ta phải biết cái cách để chúng ta tính được cái bài toán không, và chúng ta cần phải có sự thông minh về con số như vậy. Ok, rồi, hãy làm cái điều này lên Facebook đi các bạn. Và sau khi mà các bạn đã làm điều này lên rồi thì tôi sẽ kiểm tra. Tôi bấm vào cái đường link, tôi bấm vào hashtag xem những ai đang sử dụng hashtag đó, thì tôi sẽ kết bạn Facebook với các bạn và tôi sẽ hỗ trợ các bạn ở cái mức độ cao hơn, tôi sẽ add bạn vào trong group nha. Ok, rồi, kết thúc video này tới đây và đừng quên bấm một nút đăng ký kênh YouTube của Sơn Piat. Đây,
bấm vào nút hình quả chuông nha các bạn, đấy, để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Và hãy chia sẻ video này cho 3 người lên trên Facebook luôn. Hãy đừng quên chia sẻ video này để cho nhiều người họ biết tới được những cái chủ đề này nha. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công, ra được sale liên tục. Ok, bye bye.